chương 755 che dấu năm. Bởi vì lúc này mới vừa mới vừa tiến vào ngạo thế cánh đồng tuyết mặt khác thí sinh khẳng định đều còn chưa thế nào động thủ săn giết ma thú. Thậm chí, bọn họ nói không chừng còn không có phản ứng lại đây. Dưới loại tình huống này, nàng lại đầu tàu gương mẫu trực tiếp được đến bốn viên tinh này có thể hay không quá đúng lúc này, vượng vũ trong đầu bỗng nhiên hiện lên một đạo thanh âm. Tiểu vũ, hay không yêu cầu che giấu người tinh cấp? Đây là phương các lão thanh âm này thật đúng là mới vừa ngủ gà ngủ gật liền có người đưa gối đầu a à, vương các lão này mưa đúng lúc tới cũng quá kịp thời yêu cầu phượng vũ kiên định thanh âm truyền lại qua đi hảo trừ cái này ra không còn có mặt khác thanh âm nhưng là phượng vũ biết có này một câu là đủ rồi chuyện khác phương các lão sẽ tự giúp nàng xử lý tốt vị này lão nhân ra đáng tin cậy đâu đế quốc học viện đế quốc học viện có một cái bảng đơn có thể thật khi nhìn đến thí sinh xếp hạng một ngàn danh học sinh đế quốc học viện khảo hạch hệ thống sẽ căn cứ thực lực của bọn họ đối bọn họ thành tích tiến hành chấm điểm xếp hạng đế quốc học viện bên trong trung tâm khu vực chỉ có thể cho phép bảy vị đại lão tiến nhẫn tâm hội nghị khu giờ phút này giờ phút này chỉ có hai người phương các lão cũng chính là hiện tại đại lý phương viện trưởng còn có một vị chính là ngô đạo nhân rốt cuộc mặt khác đại lão bọn họ không có hứng thú cũng không có thời gian tới nhìn chằm chằm cái này tân sinh khảo hạch liền tính bọn họ muốn nhìn chằm chằm, cũng muốn chờ cuối cùng một ngày. Ngô đạo nhân rụi rụi mắt, lão phương, vừa rồi là ta hoa mắt sao? Mới vừa ta thấy thế nào đến, phượng vũ nha đầu tên nhảy đến bảng đơn đằng trước. Phương các lão chỉ hồi hắn đơn giản ba chữ, ngươi hoa mắt, phải không? Ngô đạo nhân chỉ cảm thấy kỳ quái, hắn vừa rồi thật sự nhìn đến phượng vũ nha đầu nhảy đến đệ nhất danh đi, chính là nháy mắt tên nàng lại không thấy. Quái Thay Phương các lão khóe miệng hiện lên một mặt nhàn nhạt độ cung. Hắn cũng là đương đại lý viện trưởng sau, trong tay có tối cao quyền hạn, mới có thể có được đặc quyền mệnh lệnh khảo hạch hệ thống làm một ít việc. "Lão Phương, nhà ngươi này ngoại tôn nữ không tồi nha, này đều nhảy đến đệ nhị danh đâu?" Ngô đạo nhân chỉ vào phía trước màn hình, phía trước có hai khối màn hình, một khối bên trái trên diện rộng màn hình, biểu hiện ngạo thế cánh đồng tuyết thí sinh sờ chảy qua hết thảy. Phương các lão thao tác khảo hạch hệ thống, cho nên hắn muốn nhìn ai, dùng ý niệm báo ra tên ai tức khắc. Một khối bên phải trường điều trên màn hình, tắc biểu hiện thí sinh thứ tư. Thứ tự chỉ biểu hiện phía trước 200 danh, đến nỗi 200 danh lúc sau, đối với đế quốc học viện tới nói. Liền không có biểu hiện tất yếu. Bởi vì mỗi một năm khảo hạch bọn họ đều lôi đà bất động, chỉ tuyển nhận 100 danh thí sinh. Nghe sau ngô đạo nhân nói, phương các lão ánh mắt nhìn bên phải màn hình. Quả nhiên, Mộc dao Giao, Giao tên cao cao ở liệt xếp hạng đệ nhị danh. Mà đệ nhất danh là một cái kêu hiên viên cờ thiếu niên. Phương các lão ánh mắt không có ở Mộc Giao Giao tên thượng dừng lại mà là rơi xuống hiên viên cờ thượng. Hiên viên gia gia nhân tài. Phương các lão gật gật đầu. Ngô đạo nhân gật đầu, hiên viên gia dù sao cũng là chín đại gia tộc chi nhất, thực lực không dung khinh thường, tiểu bối trổ hết tài năng mới là bình thường, nếu là không xuất sắc vậy buồn cười. Trường tôn tĩnh cũng không tồi, xếp hạng đệ tam danh đâu. Ngô đạo nhân đạm đạm cười, mới vừa bị truyền tống đi vào, hiên viên cờ cũng đã tam tinh, trường tôn tĩnh cũng đã hai tinh. Này phê thí sinh chất lượng, thật đúng là không tồi. Phương các lão gật gật đầu, đồng ý ngô đạo nhân cách nói, bất quá hai tinh tam tinh thôi, nhà hắn tiểu vũ sớm đã bốn sao đâu, chẳng qua hắn nhanh tay, lập tức cấp che giấu đi lên. Tấu trương xong. chương 756 không có khả năng một. Phương các lão đắc ý rào rạt trừ bỏ hắn, người khác cũng không biết vũ nha đầu có bao nhiêu lợi hại thực lực đâu. Chẳng qua ngô đạo nhân nhíu mày, ngự minh giả không phải tới tham gia khảo tí sao. Hắn như thế nào còn không có thượng bảng đâu. Hắn chính là cùng quân điện hạ tề danh nhân vật A. Liền tính không có thập phần xuất sắc cũng có chín phần xuất sắc A. Phương các lão đạm đạm cười, lắc đầu này ngự minh giả không theo lý ra bài, ai cũng đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Bên trong cao tầng có thể nhìn đến khảo hạch bảng cùng thật khi động thái. Cái này kêu nội bảng, chuyên cung đế quốc học viện cao tầng khảo sát. Còn có một cái ngoại bảng. Hiện tại cái này ngoại bảng liền treo ở đế quốc học viện tường ngoài thượng Bên ngoài mọi người có thể nhìn đến thí sinh thật khi xếp hàng. Hiên viên cơ đệ nhất, mộc giao giao đệ nhi, công tôn tĩnh đệ tam. Cho nên, không chỉ có phương các lão thấy bảng xếp hạng toàn đế đô người, chỉ cần muốn nhìn người, đều thấy được. Giờ phút này, rất nhiều người đều tụ tập ở đế quốc học viện cửa. To như vậy trên quảng trường, mênh mông tất cả đều là người, dậm rạp đầu người. Trừ bỏ kia một ngàn danh thí sinh bạn bè thân thích còn có khắp nơi thế lực cùng với các loại tò mò đám người. Hiền viên thiếu gia lần này sợ là muốn nhất minh kinh nhân. Kia đảo chưa chắc khảo hạch su thí cùng võ thí, văn thí chính là phượng vũ cầm đệ nhất danh đâu. Kia có quan hệ gì? Phượng vũ chính là cái linh khí bằng không vế vật trận này võ thí vô dụng đoán, nàng khẳng định là đếm ngược đệ nhất. Không sai, văn thí chỉ chiếm dụng 300 phân, chính là võ thí chiếm 700 phân đâu, như thế tính xuống dưới phượng vũ lần này đào thải định rồi a. À. Phía trước nàng nhiều kiêu ngạo a, à. liền tại đây trên quảng trường, nàng chính là giận dỗi mập quận chúa, vẫn là tánh mạng chi đánh cuộc đâu. Ai giao uy nàng như thế nào đều không thể tưởng được. Phương các lão xoay người biến đổi, liền biến thành phó viện trưởng hơn nữa làm đại lý viện trưởng đi. Hắn chính là mộc giao giao ông ngoại đâu. Cho nên a à, liền tính phượng vũ vào đế quốc học viện chờ đợi nàng cũng là đại gia chỉ có thể xem xếp hạng lại nhìn không thấy thật khi chiến đấu. Cho nên một bên nhìn xếp hạng một bên nói chuyện phiếm. Rất nhiều người đối phượng vũ vui sướng khi người gặp hỏa chủ yếu vẫn là bởi vì nàng thành công nghịch tập đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió mà đại gia lại không cảm thấy nàng có như vậy thực lực cho nên đối nàng phê bình rất nhiều trong hoàng cung phong vương phi chính bồ lão phật gia lão phật gia thấy phong vương phi mất hồn mất vía không khỏi tò mò hỏi ngươi làm sao vậy quân võ đế cũng ở cho nên hắn cũng khó hiểu nhìn phong vương phi phong vương phi hận không thể lúc nào cũng thế phượng vũ ở đế quốc nhất có quyền lực hai người trước mặt soát mặt vì thế nàng cười khổ nói hôm nay đế quốc học viện võ thí khảo hạch đâu lão phật gia a à tầm lại không cần khảo ngươi khẩn trương cái gì phong vương phi a à tầm không khảo nhưng là vũ nha đầu đi khảo đâu ta này không lo lắng sao vũ nha đầu nhắc tới phượng vũ lão phật gia theo bản năng nhíu mày kia nha đầu đi khảo thí phượng vương phi đắc ý gật đầu đúng vậy đâu phía trước văn thí thượng tiểu vũ chính là khảo đệ nhất danh hơn nữa là thành tích mãn phân đâu lão phật gia nhà ta vũ nhà đầu lợi hại đâu lão phật gia tức giận nói nói giỡn sao có thể khảo mãn phân muốn khảo cũng là nhà của chúng ta quân bảo khảo mãn phân ngươi này không phải đậu ta lão nhân ra sao lão phật gia đây là thật sự a à? không có khả năng lão phật gia không tin Đế quốc học viện bài thi, nàng tuổi trẻ thời điểm lại không phải chưa làm qua, có khó không, chẳng lẽ nàng trong lòng còn không có điểm số sao? Mãn phân, vui đùa cái gì vậy? Tấu chương xong. Chương 757 Phượng Vũ sẽ chết hai. Mẫu Hậu việc này quân võ đế thật đúng là biết, hắn cười khổ, Mẫu Hậu thật đúng là đừng nói, này Phượng tiểu Vũ thật đúng là khảo mãn phân. Hoàng đế, ngươi biết chuyện này. Lão Phật gia tò mò. Việc này, quân võ đế thật đúng là biết bởi vì hắn đi ra ngoài điều tra gần thận thời điểm vừa vặn liền gặp phải phượng vũ cùng mộc giao giao đối đánh cuộc. Quân võ đế gật đầu. Xác thật có có chuyện như vậy. Quân võ đế khinh phiêu phiêu một câu, lão Phật gia lại chấn kinh rồi. Cái gì gọi là xác thật có có chuyện như vậy? Phượng vũ thật sự khảo đệ nhất hơn nữa vẫn là mãn phân. Quân võ đế nghiêm túc mà khẳng định nói lão Phật gia mở to hai mắt sao có thể nàng một tiểu nha đầu có thể khảo mãn phân như vậy thông minh tự nhiên cùng nhà nàng quân bảo giống nhau thông minh như thế khó được Phương các lão quân võ đế nói Phương các lão lão Phật gia nhíu mày nếu nhớ không lầm nói Phương các lão là Đế quốc học viện bảy đại viện ủy sẽ thành viên chi nhất hắn thường xuyên làm văn thí quan chủ khảo đâu quân võ đế gật đầu lão phật gia nguyên bản đối phượng vũ xem trọng ức khác biến mất hơn phân nửa lão phật gia biệt nữ nói phương các lão khẳng định giáo nàng như thế nào làm bài cái này đi quân võ đế còn không thể phản bác xác thật làm không ít đề mục bất quá kia nha đầu xác thật đầu óc không tồi lão phật gia tưởng phản bác hơi hơi hé miệng lại nói không ra lời nói tới ở tuyệt đối trí lực trước mặt nàng có thể nói cái gì lão phật gia biệt nữ nói nàng không phải cái phế vũ sao võ thí khẳng định quá không được quân võ đế trong mắt hiện lên một mà thất vọng chi sắc. phong vương phi cũng thở dài một hơi phượng tộc phượng lưu hôm nay ăn nhiều một chén cơm mẫu thân tiếp được phượng vũ đã có thể thảm có thể hay không tồn tại từ ngạo thế cánh đồng tuyết đi ra đều không nhất định đại phu nhân sẽ sao phượng lưu đắc ý mỗi năm khảo hạch thí sinh không đều sẽ chết mấy cái sao đây là không thể tránh khỏi a à chính là phượng vũ mẫu thân ngài cứ yên tâm đi ta đều an bài hảo. Đại phu nhân kinh hỉ liên tục nhìn phượng lưu, đoạn ra, đoạn chiều âm, mẫu thân yên tâm, đoạn chiều ca nhất định thi không đậu Đoạn phu nhân nhíu mày, người như thế nào biết, lấy kia nhà đầu tu vi đoạn chiều âm gửi lạnh, mẫu thân yên tâm, ta đã tìm mấy cái thí sinh nghe đoạn chiều âm nói, đoạn phu nhân vui vẻ. Tả ra, tả thanh loan phụ thân, tả minh quỳ gối đệm hương bồ thượng nhìn chằm chằm tả hách bằng hiệu, ánh mắt phụt ra ra sắc bén hàn mang. Đại ca, người chết ta đã biết được, ta tả minh thề, lần này bị giết phượng vũ, thề không làm người. Đế quốc học viện khảo hạch tác động đế đô vô số người tâm. Nhưng là phượng vũ lại không biết, không ít người muốn nương cơ hội này, chí nàng vào chỗ chết. Mênh mông ngạo thế cánh đồng tiết thượng phượng vũ đã giết chết hai chỉ phản thư băng thú giờ phút này nàng đang chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này chờ phản thứ băng thú chi tử rốt cuộc đem chính mình chân từ gai ngược rút ra, bảo hướng mà đến. Nhìn ngã trên mặt đất cha mẹ, phản thứ băng thú chi tử hoàn toàn ngốc. Rõ ràng là chúng nó đuổi giết này nhân loại thiếu nữ, vì sao ngã trên mặt đất sẽ là nó cha mẹ. Nó còn tưởng rằng lúc này đuổi theo, có thể gặm đến nhất tươi mới thịt người đâu. Nó nhìn chầm chầm phượng vũ, trong mắt hàn mang dục nứt. Bỗng nhiên, ta muốn giết ngươi, phản thứ băng thú ấu tề bạo hướng mà đến trong mắt hận ý như liệt hỏa cuồng thiêu. Phượng Vũ nhíu mày, nàng biết phản thứ băng thú tập tính keo kiệt mang thù. Một khi bị theo dõi, liền như giòi trong xương, tắc vĩnh vô ngày yên tĩnh. Tấu chương xong. Chương 758 khóc không ra nước mắt Phượng Vũ Ba. Nếu phản thứ băng thu ấu tề một hai phải tìm chết kia phượng vũ cũng liền không lời gì để nói. Phanh phanh phanh, một hồi chiến đấu lúc sau, phản thứ băng thu ấu tề ngã trên mặt đất. Máu tươi tràn ngập ở nó chung quanh. Nó mở to hai mắt vô lực nhìn phượng vũ, đồng tử dần dần phóng đại, hơi thở dần dần mỏng manh đi xuống hấp hối hết sức nó trong đầu tưởng chính là nếu nó không có người được thịt người nếu nó không có đánh thức ngủ đông cha mẹ nếu không có tham lam chúng nó có phải hay không sẽ không chết nhưng mà trên đời này trước nay đều không có thuốc hối hận phượng vũ trên má thương huyết đã ngừng nhưng làm miệng vết thương vết máu phi thường rõ ràng nhìn tựa hồ rất nghiêm trọng nhưng là phượng vũ lại không thèm để ý có chú nhan đan ở nàng cũng sẽ không hủy dung chỉ chờ mọc ra tân thịt thì tốt rồi leng keng phượng vũ cảm giác được rõ ràng ở giết phản thứ băng thu ấu tề lúc sau nàng nguyên bản đã bốn sao hiện tại lại tấn chức vì năm sao nhanh như vậy a à, có loại cảm giác này không chỉ là phượng vũ còn có cao tầng chiếu phim trong phòng phương các lão giờ phút này ngô đạo nhân đã nhàn bắt đầu quá mức buồn tẻ ghé vào trên bàn hô hô ngủ nhiều đi mở to hai mắt nhìn chằm chằm màn hình chính là phương các lão không thể không nói phương các lão xác thật bất công rõ ràng có một ngàn danh thí sinh, nhưng lão nhân gia cũng chỉ xem nhà hắn Vũ Nha đầu hình ảnh, đến nỗi mộc giao giao hắn lão nhân gia hoàn toàn không này phân nhàn tâm đi chú ý nàng. Phương các lão nhìn chằm chằm Phượng Vũ trên trán kia lấp lánh tỏa sáng năm viên tinh, nhìn cười không ngừng. Nhà đầu này lợi hại đâu? Truyền tống trận là tùy cơ truyền tống, nhà đầu này đặc xui xẻo, trực tiếp đã bị truyền vào ngạo thế cánh đồng tuyết trung bộ, đụng tới chính là linh tông trung giai ma thú. Nói như vậy này đó khảo hạch học sinh thực lực đều ở linh tông sơ giai một đến ba tinh vì sơ giai bốn đến lục tinh vì trung giai bảy đến cửu tinh vì cao giai cho nên nếu gặp được linh tông trung giai ma thú hơn nữa đánh bại nó như vậy đạt được linh lực giá trị là thực khả quan phượng vũ giết ba con phản thứ băng thú tổng cộng đốt sáng lên năm viên tinh nếu phượng vũ tên triển lãm ra tới kia tất nhiên là xếp hạng đệ nhất danh nhưng mà, liền ở phương các lão đối phượng vũ tán thưởng không thôi thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, gì? Phượng vũ trên trán thắp sáng sao trời, tựa như tắt ngọn đèn dầu, một viên, một viên, một viên biến hôi. Thực mau, năm viên bậc lửa sao trời, toàn bộ u ám. Biến thành ngay từ đầu bắt được dây cột tóc mới bắt đầu trạng thái. Phương các lão. Đừng nói phương các lão, hiện tại phượng vũ cũng phát hiện vấn đề này. Nàng là trước hết cảm giác được không thích hợp vừa rồi chứa đựng ở dây cột tóc linh khí giống như tất cả đều không có hư không tiêu thất tích phương các lão trực tiếp một đạo linh thức bắn về phía phượng vũ cùng nàng trò chuyện vũ nha đầu sao lại thế này ngươi sao trời như thế nào hôi phượng vũ vẻ mặt đưa đám không biết a à, giống như đột nhiên liền biến mất không có bất luận cái gì dự triệu, lão ra từ đây là có chuyện gì a à, ra hai hai mặt nhìn nhau đều có chút ngốc vẫn là phương các lão trước phản ứng lại đây, nhà đầu ngươi đừng vội, này không còn có 7 ngày sao. Đến lúc đó khẳng định có thể điều tra ra, phượng vũ khóc không ra nước mắt. Nguyên bản nàng còn nghĩ, chạy nhanh đem bảy viên sao trời thắp sáng, sau đó liền có thể chạy đến trung ương rừng rậm đi, nghĩ cách lộng tới xương lạnh băng phách. Nhưng hiện tại sự tình có chút phiền phức, phượng vũ cũng không biết nàng phiền toái, mới vừa bắt đầu. Bởi vì đúng lúc này, một trận tiếng bước chân từ xa tới gần. Gì, nơi này có người. Đại gia cẩn thận, ta nghe thấy được ma thú dấu vết, hơn nữa ít nhất là linh tông chung giai ma thú. Tấu chương xong. Chương 759 người cái gì thực lực một? Nghe thế nói thanh âm, Phượng Vũ theo bản năng quay đầu lại đi. Sau đó nàng liền thấy được một chi sáu cá nhân tiểu đoàn đội. Thật là lợi hại. Ai giết này chỉ linh tông trung giai ma thú. Một con, hai chỉ nơi này còn có một con. Tổng cộng ba con phản thứ tuyết thú A. À. Thật là lợi hại. Này chi sáu cá nhân tiểu đoàn đội thực mau liền xuất hiện ở phượng vũ trước mặt. Phượng vũ, đội ngũ chung có một người nhận ra phượng vũ kinh hô ra tiếng. Người nhận thức ta, phượng vũ liếc nàng liếc mắt một cái. Vì kia nữ sinh tức giận đến thiếu chút nữa ngưỡng đảo. Ta là hoác nhân A. À thiếu nữ hướng phượng vũ lớn tiếng ồn ào. Hoác nhân, phượng vũ nhìn thiếu nữ, nhíu mày, hoác nhân là ai? Thiếu nữ tức giận đến thiếu chút nữ hộc máu. Người chung quanh tất cả đều khó hiểu nhìn hoác nhân. Bởi vì đại gia bị truyền tống tiến ngạo thế cánh đồng tiết thời điểm, tất cả mọi người bị quấy dày, lẫn nhau quen thuộc người cơ hồ đều bị tách ra tới, cho nên trước mắt này chi sáu người tiểu đội. Cũng là lâm thời đi đến cùng nhau dọc theo đường đi hoác nhân liền cùng đại gia các loại giảng chính mình gặp qua phượng vũ đây là cái như thế nào giả như thế nào dối trá như thế nào như thế nào người mọi người đều nghe vẻ mặt khiếp sợ nguyên lai like phượng vũ là như vậy phượng vũ a à. sau đó hiện tại hoác nhân nhìn thấy phượng vũ kết quả phượng vũ lại nói không quen biết hoác nhân trong lúc nhất thời mọi người đều dùng một loại quái dị ánh mắt nhìn hoác nhân hoác nhân nóng này phượng vũ người như thế nào sẽ không quen biết ta chúng ta đã gặp mặt a à. phượng vũ khó hiểu nhìn nàng một cái hoác nhân gấp giọng nói mặc nhã trai thời điểm ngươi cùng diệp nhã phỉ. ta là diệp nhã phỉ bằng hữu a à. còn có thiên hạ lâu người nhớ tới không có chúng ta thật đã gặp mặt phượng vũ nga một tiếng không ấn tượng hoác nhân những người khác đều nhìn hoác nhân phía trước nàng hắc phượng vũ hắc như vậy nghiêm trọng liền kém đem nàng hắc thành đàm kết quả đối phương khinh phiêu phiêu tới một câu chưa thấy qua không ấn tượng tựa như thật mạnh một cái tát trừ ở hoác nhân trên mặt trừu nàng đầu óc choáng váng hoác nhân tức giận đến thẳng dậm chân nhưng người ta đối nàng không ấn tượng nàng cũng thật sự không thể thế nào bỗng nhiên hoác nhân đôi mắt vừa động này phản thứ băng thú là ai giết ai lợi hại như vậy vì kia cao thủ người đâu mọi người đều nhìn phượng vũ rốt cuộc bọn họ tới thời điểm cũng chỉ có phượng vũ một người ở Phượng Vũ đạm nhiên nói, Nga, xa tận chân trời gần ngay trước mắt à, cái gì? Hoác nhân bên người một vị kêu Phương Tuyết Vũ thiếu nữ kinh hô một tiếng, ngươi. Phượng Vũ gật gật đầu. Hoác nhân cười lạnh một tiếng, nếu là ngươi sát, vì cái gì ngươi trên chán ngôi sao không có thắp sáng? Phượng Vũ, này thật là một cái bi thương đề tài. Phương Tuyết Vũ đoàn người tất cả đều dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Phượng Vũ phượng vũ ta cũng muốn biết a à, hoác nhân cười lạnh một tiếng ngươi thật đúng là sẽ cho chính mình trên mặt thiếp vàng trên người của ngươi có một chút linh lực sao người giết phản thứ băng thú sao người có biết hay không này ba con phản thứ băng thú là cái gì cấp bậc này hai chỉ đại hình phản thứ băng thú trên người phát ra linh khí ít nhất là linh tông trung dai hào sao còn có này chỉ loại nhỏ phản thứ băng thú nếu không đoán sai nói thực lực của hắn là linh tông sơ dai ít nhất là linh tông tam tinh thực lực Hoác nhân dùng một loại trào phúng ánh mắt nhìn Phượng Vũ, kết quả, người cư nhiên có mặt nói, này ba con linh tông ma thú, đều là ngươi giết. Phượng Vũ, người như thế nào như vậy không cần. Hoác nhân lời nói còn chưa nói xong, Phượng Vũ liền đạm đạm cười, ngươi là cái gì thực lực. Tấu chương xong. Chương 760 rốt cuộc ai giết hai. Linh tông một tinh. Tuy rằng không phải rất mạnh, nhưng ít ra so ngươi cường nhưng mà, hoác nhân nói còn chưa nói xong, phượng vũ giơ tay, trực tiếp một cái tát trừu trên mặt nàng. Bàng bàn tay thanh âm lại trọng lại vang. Ở đây người, tất cả đều ngạc nhiên liên tục trừng mắt phượng vũ. Hoác nhân càng là bị đánh ngốc trực tiếp không phản ứng lại đây. Phượng vũ đạm đạm cười, linh tông một tinh phải không? Bất quá như vậy trừ hoác nhân một cái tát sau, phượng vũ nghênh ngang mà đi hoác nhân phượng vũ người đứng lại đó cho ta người mau cho ta đứng lại nhưng mà phượng vũ sớm đã biến mất tại chỗ liền cái tiểu hắc điểm đều nhìn không thấy tốc độ này nhanh như vậy mọi người đều đồng thời nhìn hoác nhân phương tuyết vũ càng là dùng một loại nghi ngờ ánh mắt nhìn hoác nhân ngươi không phải nói phượng vũ một chút tu vi đều không có sao hoác nhân tức giận đến dậm chân nàng vốn dĩ liền một chút tu vi đều không có a à. Phương Tuyết Vũ, nếu nàng thật sự một chút tu vi đều không có nói, vì cái gì có thể trừ linh tông cảnh một tinh ngươi một cái tát. Bên cạnh mặt khác một vị thiếu nữ trúc tình, cũng dùng một loại quái dị ánh mắt nhìn hoác nhân, hơn nữa nàng chiều ngươi lúc sau, ngươi liền truy đều đuổi không kịp a à. Các ngươi các ngươi đây là ở nghi ngờ ta nói là. Hoác nhân tức điên, các ngươi có biết hay không, ta chính là cùng mộc quận chúa quan hệ thực tốt. Mộc quận chúa, phương tuyết vũ cùng trúc tình liếc nhau, các nàng đều là từ phía dưới tỉnh tới đế đô tham gia khảo hạch ở đế đô không có căn cơ, nghe hoắc nhân nói cùng cái này nhận thức cùng cái kia quan hệ hảo. Cái này tiểu đoàn đội tức khắc liền đem hoắc nhân phùng thượng trung tâm vị trí. Phương Tuyết Vũ, người chỉ mộc quận chúa nên không phải là mộc giao giao quận chúa đi. Đó là tự nhiên, hoắc nhân đắc ý rào rạt. Mộc quận chúa vốn dĩ thân phận liền đủ cao, hiện tại chúng ta đế quốc học viện đại lý viện trưởng chính là phương các lão, mộc quận chúa thân phận càng là nước lên thì thuyền lên. Chờ chúng ta tiến vào đế quốc học viện lúc sau, này trong đó chỗ tốt các ngươi liền đã hiểu. Phương tuyết vũ mấy tay cũng không phải vô chi thiếu nữ, tự nhiên hiểu. Nếu bế lên mộc dao dao đùi, các nàng những người này sinh địa không thân tân sinh. Ở đế quốc trong học viện liền sẽ không bị người khi dễ. Nghĩ vậy, đại gia lại tiếp tục phùng hoác nhân, mà thoá mạ phượng vũ. Hoác nhân tức khắc lại trở nên đắc ý lên. Chẳng qua, này ba con phản thứ băng thú, rốt cuộc là ai giết đâu. Phương Tuyết Vũ tò mò hỏi. Tất nhiên không phải Phượng Vũ. Nàng trên trán chính là một ngôi sao đều không có thắp sáng đâu. Kia sẽ là ai? Mọi người đều tò mò nghị luận sôi nổi. Nhưng mà, mặc kệ bọn họ như thế nào nghị luận, đều đoán không ra đáp án phượng vũ từ chi đội ngũ này rời khỏi sau liền chui vào hạt xương chỗ sâu trong tuyết trong hầm vừa rồi cùng phản thứ băng thú một trận chiến phượng vũ thân thể chảy qua quá một hồi chấn động sau yêu cầu điều trị một chút hơn nữa nàng muốn biết vì cái gì trên người nàng linh khí sẽ không thể hiểu được biến mất đem thân thể vận hành một cái chu kỳ sau liền ở phượng vũ chuẩn bị tấn chức đến linh tông lục tinh cảnh thời điểm đột nhiên nàng trong lòng giật mình thật vất vả ngưng tụ lên linh lực Thế nhưng lấy một loại khó có thể tin tốc độ sói mòn lưu, Thất Phượng Vũ mở to hai mắt nhìn. Sao có thể, ta linh lực sao có thể sẽ biến mất? Phượng Vũ biết hiện tại Tả Thanh Loan đã là linh tôn cảnh giới. Mà nàng chính mình hiện tại tấn chức tốc độ phi thường mau, vèo 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 trướng. Từ linh tông một tinh không mấy ngày, liền tăng tới linh tông năm sao. Này muốn đặt ở người khác trên người, kia quả thực là vô pháp tưởng tượng sự. PS cầu vé tháng ngạo tiếp tục gõ chữ chung vé tháng tấu chương xong. Chương 761 lựa chọn rời khỏi ba. Nhưng nàng chính là trướng lên rồi a, à. còn không chờ nàng phản ứng lại đây, giờ phút này ngưng tụ linh khí thế nhưng biến mất. Vừa rồi sát phản thứ băng thú đạt được linh khí biến mất cũng liền thôi hiện tại liền nàng chính mình tu luyện ra tới linh khí cũng đã biến mất. Cái quỷ gì? Phượng Vũ trong mắt hiện lên một mặt kinh nghi chi sắc. Nàng lặp đi lặp lại kiểm tra thân thể của mình, chính là, mặc kệ như thế nào kiểm tra. Nàng đều không cảm thấy chính mình thân thể có tật số A. Đúng lúc này, xì sụp xì sụp tô lạc nghe được một đạo ngủ gà ngủ gật thanh âm. Đây là nàng từ trong lòng ngực sách ra một con bàn tay đại vật nhỏ. Phượng thổ thổ, nhà nàng tiểu hồ tử. Phượng Vũ ngạc nhiên phát hiện, này chỉ Phượng tiểu thổ ngủ say thơm ngọt. Quả thực mau ngủ ngất đi rồi, hơn nữa khuôn mặt nhỏ hồng hồng, ngủ không biết đêm nay là đêm nào. Hơn nữa. Phượng Vũ ngạc nhiên phát hiện, Phượng tiểu thổ trên người da lông, giống như một đạo lốc xoáy, một chút hấp thu linh khí. Hấp thu linh khí, Phượng Vũ tức khắc liền chấn kinh rồi. Trên người nàng linh khí, không phải là bị Phượng thổ thổ cấp hấp thu đi mang theo cái này nghi hoặc phượng vũ đem phượng tiểu thổ lật người lại kia chỉ trắng nõn như ngọc tay đụng chạm kia tròn triệt tiểu cái bụng một cổ linh khí thẩm thấu đi vào quen thuộc linh khí tường dung linh lực không phải từ trên người nàng lưu truyền quá khứ lại có thể là từ đâu tới lúc ấy phượng vũ liền chấn kinh rồi đồng thời cũng bừng tỉnh đại ngộ ta nói đi như thế nào linh khí đột nhiên liền không có lại còn có một chút ở sói mòn nguyên lai like là ngươi này chỉ tiểu gia hòa a à. phượng vũ thon dài mảnh khảnh ngón tay chọc chọc phượng tiểu thổ cái chán chính là tiểu gia hòa liền như vậy hai tay hai chân quán bình ngủ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng không biết đêm nay là đêm nào không biết thiên địa vận chuyển phượng vũ làm sao bây giờ phượng vũ cũng không biết làm sao bây giờ bất quá nàng có thể cảm giác được rõ ràng tiểu gia hòa theo linh khí tràn đầy thực lực cũng đang không ngừng gia tăng tiện nghi ngươi cái tiểu gia hòa phượng vũ cười khổ một tiếng phượng vũ thực bất đắc dĩ lại cũng không có cách nào người cái này tiểu gia hòa linh khí tổng có thể lấp đầy đi chờ tiểu gia hòa linh khí lấp đầy lúc sau phượng vũ nghĩ nàng tổng có thể đến phiên chính mình tấn chức mang theo cái này ý tưởng phượng vũ đem phượng tiểu thổ đem trong lòng ngực một tắc ra tuyết hố sau tiếp tục lên đường lần này cơ hội quá khó được có cách các lão hán lão nhân gia hộ giá hộ tống đế quốc trong học viện người khác nhìn không tới nàng biểu hiện hơn nữa quanh thân không có mặt khác đồng học cho nên nàng có thể tận tình lấy ngạo thế cánh đồng tiết ma thú luyện tập. Gần nhất thực lực tấn chức được mau. Lại không có cái gì thực tế đối chiến kinh nghiệm, Phượng Vũ sớm đã tay ngứa. Tích tích tích. Phượng Vũ trên chán dây cột tóc phát ra một đạo rất nhỏ tiếng kêu to. Sau đó, Phượng Vũ liền ngạc nhiên phát hiện trong đầu hiện lên một chương bản đồ. Mà trên bản đồ nhiều rất nhiều cái tiểu điểm đỏ điểm, rậm rạp xem nhân số có hơn một ngàn người vì thế phượng vũ liền biết này đó tiểu điểm đỏ điểm chính là lần này khảo hạch học sinh đúng lúc này trên bản đồ hiện lên một đạo văn tự gặp được sinh mệnh nguy hiểm khi nhưng lựa chọn ấn xuống cầu cứu cây nút một khi ấn xuống liền sẽ bị cưỡng chế đưa ra khảo hạch bản đồ đồng thời cũng ý nghĩa lần này khảo hạch thất bại thỉnh thí sinh cẩn thận sử dụng giờ phút này không chỉ có là phượng vũ mỗi một cái thí sinh trong đầu đều có như vậy một bức bản đồ cùng một đoạn thuyết minh tính văn tự Phượng Vũ hướng kia rậm rạp tiểu điểm đỏ thượng đào qua. Tiến vào thí sinh tổng cộng có 1.000 danh, mà hiện tại trên bản đồ cũng chỉ có 950 cái tiểu điểm đỏ. PS tiếp tục gõ chữ trung cầu vé tháng ngao vé tháng Nga tấu chương xong. Trường 762 Phượng Vũ vận khí thực hào đâu? Nói cách khác như vậy ngắn ngủn nửa canh giờ không đến, liền có 50 danh thí sinh lựa chọn từ bỏ khảo hạch. Lần này khảo hạch quá khó quá khó khăn, to như vậy trên quảng trường. Một cái thí sinh lựa chọn từ bỏ sau, bị truyền tống trận bắn ra tới, ngã vào trên quảng trường. Lại thấy hắn toàn thân đều là máu tươi, trên đầu càng là phá một cái lỗ thùng, bên phải lỗ tai đều thiếu một nửa, nhìn qua huyết nhục mơ hồ, rất là nhìn thấy ghê người trên quảng trường như vậy nhiều người tất cả đều nhìn chằm chằm bảng đơn biến hóa tất cả đều muốn biết khảo hạch chi tiết hiện tại nhìn đến như vậy một vị thí sinh có thể không kích động sao chính là không đợi bọn họ nhào lên đi đế quốc học viện hộ vệ nhân viên cũng đã nâng cáng lại đây đem vị kia thí sinh khiêng thượng cáng nháy mắt liền cấp mang đi trong lúc nhất thời trên quảng trường một trận yên tĩnh nếu không nhìn lầm nói vị này thí sinh hẳn là triệu thiên trạch đi người nhận thức ta à, nhận thức hắn, hắn không quen biết ta, triệu thiên trạch là thiên trạch hành tỉnh tỉnh chủ nhi tử, lấy thiên trạch hành tỉnh đệ nhất danh thành tích lại đây khảo. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị đào thải. Lần này khảo hạch cũng quá khó khăn đi, thiên trạch hành tỉnh tỉnh chủ nhi tử, dễ dàng như vậy đã bị đào thải. Đó là nha, đây chính là ngạo thế cánh đồng tuyết. Bảy đại khảo hạch mà chung khó nhất một cái chỉ có thể nói, vị này triệu thiên trạch vận khí không tốt lắm, nghe nói hắn bị truyền tống đi vào thời điểm, trực tiếp bị tạp vào tam hoàn khu vực. Một bò dậy liền đối thượng linh tông tam tinh ma thú, còn không có phản ứng lại đây, đã bị chụp vựng vựng hồ hồ. Tam hoàn khu vực, tam hoàn khu vực kia chính là linh tông sơ giai ma thú địa vực. Nếu nhớ không lầm nói, trước kia tam hoàn khu vực chính là tối cao địa vực nhị hoàn cùng một vòng khu vực toàn bộ là đóng cửa lên chỉ có đế quốc học việt nam hai học sinh trở lên học sinh mới có thể đặt chân đúng vậy kia triệu thiên trạch vận khí là thật sự hào kém hào kém liền ở bọn họ nghị luận sôi nổi thời điểm lại không ngừng có thí sinh bị bắn ra ra tới hơn nữa bọn họ có rất nhiều ở bốn hoàn khu vực có rất nhiều ở tam hoàn khu vực này ngạo thế cánh đồng tuyết khảo hạch bản đồ ma thú thực lực suốt cuộc là như thế nào phân bố a à, nhìn này đó máu tươi đầm đìa thí sinh không hiểu biết người đều ở nghi hoặc dò hỏi sau đó liền có người nói cho bọn họ kỳ thật rất đơn giản a à, nhất ngoại hoàn là nam hoàn giống nhau thí sinh chỉ cần vận khí sẽ không quá kém thí sinh ngay từ đầu liền sẽ bị thả xuống đến năm hoàn nơi này ma thú thấp nhất là linh sư cửu tinh tối cao cũng bất quá là linh tông một tinh Bốn hoàn nói, ma thú cấp bậc ít nhất đều là linh tông một tinh, tối cao sẽ không vượt qua linh tông tam tinh. Tam hoàn nói, ma thú đăng cơ ít nhất đều là linh tông tam tinh. Tối cao sẽ không vượt qua linh tông năm sao. Lấy này loại suy. Đương nhiên tới rồi một vòng nhị hoàn, bởi vì không đối ngoại mở ra, cho nên chỉ có đế quốc học viện bên trong cao tầng mới có thể biết. Triều Thiên Trạch vận khí tốt kém, ngay từ đầu đã bị thả xuống đến tam hoàn, này đó thí sinh chung, đại khái liền hắn vận khí kém cỏi nhất đi. Hẳn là là được. Phượng Vũ đến bây giờ đều còn không có ra tới đâu, vốn dĩ ta còn tưởng rằng, cái thứ nhất ra tới người sẽ là nàng đâu. Đại khái nàng vận khí tương đối hảo, ngay từ đầu liền thả xuống đến nhất bên ngoài nam hoàn đi. Ta đoán đại khái cũng là như thế này nếu ở năm hoàn nói, săn giết ma thú linh khí là rất ít kia nàng lần này khẳng định liền không thông qua khảo hạch. Vốn dĩ cũng sẽ không có người đối nàng thông qua lần này khảo hạch ôm có kỳ vọng A tấu chương xong. Chương 763 đầu danh trạng năm. Nhưng mà, bọn họ cũng không biết, vượng vũ ngay từ đầu liền rớt vào nhị hoàn khu vực trực tiếp gặp được chính là linh tông năm sao phản thứ băng thú một nhà nếu bọn họ biết sợ là đều phải khiếp sợ hỏng rồi. Phượng Vũ kéo một chút bản đồ, nhìn hạ chính mình trong đầu bản đồ, xác định chính mình vị trí vị trí. Cư nhiên là nhị hoàn Phượng Vũ cười khổ một tiếng, khó trách ngay từ đầu liền gặp như vậy lợi hại ma thú một nhà. Nhìn đến đại bộ phận thí sinh đều phân bố ở tam hoàn cùng bốn hoàn, Phượng Vũ nghĩ tới chiều ca. Này phá hài từ tính tình như vậy trực tiếp đầu óc lại đơn giản. Không biết có thể hay không bị người hố nếu là gặp được mộc giao giao các nàng. Phượng Vũ lắc đầu, nàng quyết định đi trước Tam Hoàn đi dạo. Tam Hoàn ma thú đều ở Tam Tinh đến năm sau cấp bậc đối với nàng tới nói, này đó ma thú nàng có thể thực tốt ứng phó. Bởi vì có trên bản đồ tiểu điểm đỏ làm nhắc nhở, cho nên Phượng Vũ mỗi lần đều tìm được này đó tân sinh, lại xảo diệu không bị bọn họ phát hiện. Không có chiều ca, không có chiều ca, không có chiều ca phượng vũ ở tam hoàn khu vực đi dạo một vòng gặp được thí sinh đoàn đội có tam chi bọn họ đều đoàn kết lên cùng nhau tổ đội đánh ma thú ba năm cá nhân cùng nhau đảo cũng có thể cùng một con tam tinh ma thú đánh khó hòa giải phượng vũ nhìn đến bọn họ không phải chiều ca liền sẽ trên bản đồ thượng tướng tên của bọn họ đánh dấu một chút toàn bộ tam hoàn vòng dạo xuống dưới phượng vũ đều không có phát hiện chiều ca thân ảnh Chẳng lẽ đứa nhỏ này vận khí tốt như vậy, trực tiếp liền tạp vào bốn hoàn. Bốn hoàn nói, mà thú thực lực đều là linh tông cảnh một tinh đến tam tinh, lấy chiều ca linh tông một tinh thực lực đào cũng miễn cưỡng có thể ứng phó một vài. Tam hoàn tìm không thấy, Phượng Vũ lại chạy tới bốn hoàn đi, đánh dấu, đánh dấu, đánh dấu. Phượng Vũ tốc độ thực mau, tiết trắng xóa chung, nàng lại thân xuyên một kiện tiếp sắc váy trắng, áo khoác một kiện bạch hồ đường viền tiểu phong sưởng. Thoạt nhìn là lướt hấp dẫn lại khí phái đẹp đẽ quý giá màu trắng quần áo hơn nữa nàng tốc độ kỳ mau giống như tia chớp xẹt qua cho nên cơ hồ không có học sinh có thể bắt giữ đến nàng tung tích chờ nàng lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã là bốn hoàn khu vực các ngươi muốn thế nào phía trước truyền đến một đạo phẫn nộ thanh âm đoạn chiều ca phẫn nộ chừng mắt ôn linh này chỉ mây khói cúc hoa báo là ta săn giết các ngươi cứ nhiên ở cuối cùng một khắc chạy ra đoạt công hơn nữa đem linh khí hấp thu đi các ngươi quá đê tiền. ha 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 ôn linh cười lạnh một tiếng đoạn chiều ca rõ ràng là chúng ta đem này chỉ mây khói cúc hoa báo đánh sắp chết kết quả ngươi chạy ra đoạt đoạt bất quá chúng ta ngươi cứ nhiên còn ác nhân trước cáo trạng a à, chiều ca cũng chỉ có một người nhưng là ôn linh bên người lại có vài cái ôn linh vận khí tốt cùng liễu hạo cùng mục thanh đều hội hợp ba người liên thù mà chiều ca cũng chỉ có một người cho nên giờ phút này chiều ca rõ ràng ở vào hạ phong Triều ca tuy rằng thực lực không bằng người, lại sẽ không hướng ác thế lực cúi đầu. Triều ca, ngươi, ngươi mới ác nhân trước cáo trạng đâu. Ôn linh đắc ý rào rạt, rõ ràng là ngươi ác nhân trước cáo trạng. Triều ca tức giận đến rậm chân, trực tiếp bảo tiến lên, nên là ta đổ vật ta tuyệt không sẽ làm. Đem mây khói cúc hoa báo linh khí cho ta nhổ ra. Nhà a à, muốn đánh nhau đúng không? Thực hảo, ôn linh cười lạnh một tiếng. Đối nàng phía sau tiểu đồng bọn nói, đoạn chiều ca cùng Phượng Vũ là một đám, chúng ta nhã phỉ lão đại ghét nhất chính là Phượng Vũ, nếu đem nàng bắt lấy, trước cấp mộc quận chúa. Này còn không phải là tốt nhất đầu danh trạng sao? Quả thực không thể quá đúng. Ôn linh phía sau liễu hạo cùng mục thanh tất cả đều trước mắt sáng ngời. PS cầu vé tháng ngao tiếp tục gõ chữ chung vé tháng tấu chương xong. chương 764 người muốn chết sao sáu. Ôn linh vài người, trình hình tam giác đem chiều ca súng lại lên. Phanh phanh phanh, một hồi chiến đấu cứ như vậy bắt đầu rồi. Mình mang cánh đồng tiết thượng, đoạn chiều ca lấy một địch tam. Ngay từ đầu, hai bên còn có thể chiến thành thế hòa. Nhưng là theo thời gian quá khứ, chiều ca dần dần thể lực chống đỡ hết nổi, mà đối phương bởi vì có ba người, cho nên dùng ít sức nhìn qua thể lực so chiều ca muốn hảo rất nhiều. Ha 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 đoạn chiều ca, lúc này đây, ngươi chết chắc rồi. Ôn Linh trong mắt hiện lên một mặt dữ tợn chi sắc. Phanh, nàng một cái nắm tay tạp hướng chiều ca ngược vị trí. Bởi vì liễu hạo cùng mục thanh một tả một hữu bắt lấy chiều ca cánh tay, cho nên chiều ca không thể động đẩy. Chỉ có thể ngạnh sinh sinh thừa nhận ôn linh công kích. Một cái nắm tay, tạp chiều ca ngực một trận buồn đau. Chiều ca đối với ôn linh trợn mắt giận nhìn. Đáng tiếc này 5 năm thời gian, chiều ca thực lực phi thường không có tiến bộ, ngược lại còn không ngừng lui về phía sau. Nàng mới khôi phục tiến bộ không bao lâu, liền gặp khảo thí, cho nên, so ra kém ôn linh mấy cái liên thủ là bình thường. Chỉ cần cho nàng thời gian, thực mau nàng là có thể siêu việt bọn họ. Nàng thua ở thời gian thượng. Đoạn chiều ca ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ôn linh chào phùng ánh mắt nhìn chầm chầm đoạn chiều ca, ngươi chỉ cần mắng một câu, phượng vũ là tiện nhân. Ngươi mắng này một câu, chúng ta liền buông tha ngươi. Hảo có tâm cơ ôn linh. Bởi vì nhiều người như vậy chung, Phượng Vũ suy độc cùng Triều Ca Hảo, nếu Triều Ca đều phản bội Phượng Vũ nói, kia đối Phượng Vũ tới nói là một hồi hủy diệt tính đả kích. Nói a, à, ôn linh nắm Triều Ca cầm, trong ánh mắt mang theo thật sâu trào phúng, trực tiếp một quyền Triều nàng bụng ném tới, mau nói. Khủ 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 đau quá ôn linh thực lực ít nhất cũng là linh tâm một tinh cho nên ở nàng dùng hết toàn lực một quyền qua đi triều ca tức khắc phun ra một ngụm máu tươi mau nói ôn linh trừng mắt triều ca chính là triều ca lại cười lạnh một tiếng mặt mày kiên định người giết ta ta cũng sẽ không phản bội tiểu vũ người giết ta a à, người tới giết ta a à. người cho rằng ta không dám giết đúng không ôn linh cười lạnh một tiếng ngay sau đó, nàng lòng bàn tay vừa chuyển, một thanh trùy thủ xuất hiện ở nàng lòng bàn tay bên trong. Sắc bén trùy thủ dưới ánh mặt trời, phiếm lạnh lẽo hàn quang. Ôn linh trong tay nắm trùy thủ, nhắm ngay chiều ca yết hầu chỗ. Nói, bằng không giết ngươi, chiều ca cười lạnh một tiếng, ngươi cái tiện nhân. Diệp nhã phỉ là tiện nhân, mộc dao dao là tiện nhân. Ôn linh khí đến sắc mặt trắng bạch, các ngươi đây là đang làm gì? Một đạo lạnh băng thanh âm từ nơi không xa vang lên. Ôn Linh vừa quay đầu lại, sợ tới mức trong tay chủy thủ đều cầm không được. Bởi vì người tới không phải người khác, đúng là Mộc Giao Giao. Mà giờ phút này Mộc Giao Giao bên người đi theo, đúng là Diêu Gia Huynh muội Diêu Hạo cùng Diêu Dĩnh. Người đang ép nàng mắng ta, Mộc Giao Giao cái thứ nhất không có nhìn chầm chầm chiều ca, ngược lại nhìn chằm chằm Ôn Linh. Ôn Linh sợ tới mức toàn thân run rẩy thiếu chút nữa liền quỳ xuống. Quận chúa, không phải như thế, không phải ôn linh vội vàng giải thích nàng là đoạn chiều ca ta tưởng bức nàng phản bội phượng vũ mắng phượng vũ nhưng không nghĩ tới nàng xương cốt như vậy ngạnh thế nhưng trái lại mắng mộc quận chúa là ta vô dụng ôn linh nói đến sau lại trực tiếp cấp mộc dao dao quỳ xuống buông xuống đầu kinh sợ không thôi mộc dao dao vốn chính là thân phận tôn quý quận chúa hiện tại nàng âm ngoại lại là đế quốc học viện viện trưởng nàng làm sao dám đắc tội Mộc giao giao đôi tay giao phó ở sau người, cặp kia trào phúng mắt từ ôn linh phía sau, chuyển rời đến chiều ca trên người. Nhà, đoạn chiều ca, là người A, khinh phiêu phiêu nói. Lại ẩn chứa vô số trào phúng. Tiếp tục gõ chữ chung, vé thắng còn có sao. Tấu chương xong. Chương 765 Phượng Vũ đến. 7. Chiều ca đối nàng trợn mắt giận nhìn mộc dao dao cười như không cười ôn linh nói chính là ta muốn nói mộc dao dao trong tay doi cuốn thành một cái hoàn nâng chiều ca cầm, chào phúng nói chỉ cần ngươi nói một câu phượng vũ là tiện nhân liền buông tha ngươi nếu không mộc dao dao một cái nếu không còn chưa nói ra tới phi chiều ca trực tiếp phi nàng vẻ mặt kia mang theo đàm nước miếng hồ mộc dao dao vẻ mặt mộc dao dao đều sợ ngây người nàng quả thực không phản ứng lại đây Tưởng nàng đường đường một vị tôn quý quận chúa, ông ngoại vẫn là đế quốc học viện viện trưởng, nàng thế nhưng bị người phi vẻ mặt nước miếng. Mộc dao dao ghê tầm thiếu chút nữa nhổ ra. Trên mặt nàng trào phúng tươi cười đã không nhịn được, nàng chỉ vào chiều ca tức giận mắng một tiếng, đánh. Cho ta đánh, hung hăng đánh, đánh chết nàng. Mộc dao dao đem roi ném cho nàng phía sau diêu dĩnh. Diêu dĩnh là mộc dao dao trung thành nhất tùy tùng, toàn bộ diêu gia đều bám vào mộc vương phù. Cho nên, diêu dĩnh từ nhỏ đến lớn chính là mộc giao dao trung thành nhất thư đồng. Nàng tiếp nhận mộc dao dao roi, bang một thanh âm vang lên, roi hung hăng trừ thượng chiều ca trên mặt. Chiều ca đã gầy xuống dưới, hiện tại nàng chỉ có 90 nhiều cân, đã khôi phục nguyên bản tiểu mỹ nữ hình tượng Một roi này từ trừ trên mặt nàng, kia trắng nõn mỹ diễm khuôn mặt thưởng. Tức khắc hiện lên một cái vết máu thật sâu. Trừ, tiếp tục trừ, trừ chết nàng. Mộc dao dao chỉ cần tưởng tượng đến chính mình bị nàng tôi một ngụm nước bọt liền ghê tầm tưởng phun. Từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn luôn là nuông chiều từ bé ra tới. Có từng gặp được quá như vậy ghê tầm sự. Này sẽ trở thành nàng cả đời bóng ma. Bạch bạch bạch. Từng đạo roi rơi xuống chiều ca trên mặt cánh tay thượng, trên người đau xuyên tim đau hoàn hảo ra thịt, giờ phút này bị chiều huyết nhục ngoại phiên, máu tươi đầm đìa. Chiều ca kia một thân quần áo toàn bộ nhiễm huyết thật sự đau quá đau cơ hồ mất đi chi giác. Người nói hay không, người mắng không mắng, diêu dĩnh một bên bộ mặt giữ tợn chừng mắt chiều ca, một bên thúc sụp nàng. Chiều ca trào phúng nhìn chằm chằm các nàng, cắn chặt răng. Lại liền hừ đều không hừ, muốn nàng phản bội tiểu vũ, trừ phi nàng chết. Liền ở chiều ca bị roi trừ máu ti đầm đìa, đau mồ hôi lạnh đầm đìa khi phượng vũ rốt cuộc tìm lại đây nàng nhìn đến ánh mắt đầu tiên, chính là chiều ca đôi tay bị người bắt lấy, mà từng đạo roi ở trên người nàng rơi xuống, bên cạnh còn có người hung tợn nói, hung hang đánh. Cho ta đánh chết nàng. Trong lúc nhất thời, Phượng Vũ chỉ cảm thấy một cổ nhiệt huyết từ thân thể xông thẳng tâm trí. Phanh, Phượng Vũ sông lên đi, trực tiếp một chân đá hướng diêu dĩnh. Diêu dĩnh thân mình nháy mắt bay ngược đi ra ngoài. Không đợi các nàng thấy rõ ràng Phượng Vũ thân ảnh. Phanh phanh phanh. Phượng Vũ đã liên tục ra tay, Liễu Hạo cùng Mục Thanh Đốn trực tiếp bị Phượng Vũ chụp bay. Hai người kia chỉ cảm thấy trước mắt một trận hoảng hốt, không đợi phản ứng lại đây. Thân mình đã bị ném tại giữa không trung, sau đó vứt một thanh âm vang lên, thân thể thật mạnh tạp dừng ở mà. Trực tiếp tạp ra một cái hố sâu, đưa bọn họ cấp vùi vào đi. Ở đây người còn dư lại ba cái. Một cái là ôn linh, một cái là diêu hạo, còn có một cái là mộc giao giao. Giờ phút này này ba người đều dùng xem quỷ giống nhau ánh mắt gắt gao chừng mắt phượng vũ phượng vũ một tay đỡ chiều ca nhìn nàng giờ phút này bộ dáng phượng vũ hốc mắt đỏ bừng nước mắt thiếu chút nữa chảy ra nàng đau lòng hỏng rồi chiều ca chiều ca phượng vũ đỡ chiều ca cắn răng trong thanh âm áp lực thật sâu tức giận chiều ca nguyên bản đã mau hôn mê bị phượng vũ như vậy một kêu nàng mở mê mang hai mắt vé tháng tấu chương xong chương 766 tức giận Phượng Vũ 8. Phượng Vũ đỡ chiều ca, nhìn nàng lung lay sắp đổ thân ảnh, trong lúc nhất thời, tức giận thẳng dũng lồng ngực. Nàng không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp đem một viên đan dược hướng chiều ca trong miệng lấp đầy. Tiểu Vũ, không cần nói chuyện, đem đan dược nuốt vào sau, vận hành linh khí chữa trị thân thể. Phượng Vũ đỡ chiều ca tại chỗ ngồi xuống, chiếu cố hảo chiều ca sau. Phượng Vũ mới rốt cuộc đằng ra tay tới đối phó trước mắt nhóm người này người. Phượng Vũ cặp kia sắc bén như băng đao mắt bắn về phía Mộc Giao Giao. Người, người muốn thế nào? Mộc Giao Giao gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Vũ ở nàng cặp kia lãnh lệ dưới ánh mắt. Theo bản năng lui về phía sau một bước, lui về phía sau. Tại ý thức đến chính mình làm cái gì lúc sau, Mộc Giao Giao cắn răng tiến lên một bước. Người, người Mộc Giao Giao trừng mắt Phượng Vũ. Phượng Vũ một bước một bước đi phía trước đi cuối cùng. Ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm nàng. Ngươi, ngươi muốn thế nào? Mộc dao rào cắn răng, chừng mắt Phượng Vũ, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi không thành. Phượng Vũ khóe miệng phát họa ra một mặt cười lạnh ánh mắt sắc bén như lãnh kiếm. Diêu hạo che ở mộc dao dao trước mặt. Phượng Vũ, ngươi đứng lại đó cho ta. Phượng Vũ ánh mắt nhìn chầm chầm hắn. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi dám bức bách quận chúa. Tin hay không ta giết ngươi? Diêu hạo thực lực không lầm, linh tông nhị tinh thực lực đâu? chính là phượng vũ giơ tay nàng không có ra tay mà là hô một con thải phượng điều từ phượng vũ trong thân thể bạo bay ra tới chiều siêu hạo phóng đi thải phượng điều ở hấp thu xong dị hỏa châu lúc sau rốt cuộc có thể bay ra tới nguyên bản nó thân mình chỉ có bàn tay đại nhưng là giờ khác này nó thân mình nháy mắt biến đại giống như con ưng khổng lồ giống nhau dương cánh hô con ưng khổng lồ kia bén nhọn miệng mở ra màu đỏ cam ngọn lửa từ nó trong miệng phun ra mà ra trong lúc nhất thời ngọn lửa phóng lên cao a à, bồng bột ngọn lửa nhắm ngay diêu hạo ngực nghênh diện nổ bắn ra mà đi phần phật diêu hạo nhất thời không cha bị thẳng tắp phun chung a à, diêu hạo trong miệng phát ra một đạo bén nhọn mà thê thảm đau tiếng hô hắn trước ngực quần áo bị đốt cháy ngọn lửa thẳng vào thịt chung diêu hạo đau nước mắt đều ra tới hắn phản ứng thực mau thân thể trực tiếp đi phía trước đánh tới ở trong đống tuyết lăn lộn hiện tại đúng là ở tiết trắng xóa cánh đồng tiết thượng bốn phía đều là băng thiên tiết địa, hắn cho rằng này một phát là có thể đem ngọn lửa dập tắt nhưng mà cũng không có thải phượng điều ngọn lửa chính là từ quân lâm uyên nơi đó trừ tới dị hòa dị hòa há là dễ dàng như vậy là có thể dập tắt a a a a diêu hạo không ngừng trên mặt đất lan lộn không ngừng chụp phủi chính mình ngực nhưng là ngọn lửa lại ngược lại càng ngày càng nhiều càng ngày càng hướng khắp nơi lan tràn khai đi Ôn Linh nhìn đến trước mắt một màn này, giật mình ở đương trường. Thật là lợi hại điều, thật đáng sợ điều, Phượng Vũ từ nơi nào tìm tới lợi hại như vậy giúp đỡ. Ôn Linh biết Mộc giao giao thực lực còn không bằng diêu hạo đâu, diêu hạo một cái đối mặt đã bị chỉnh thành như vậy, kia mộc giao giao khẳng định cũng bảo hộ không được chính mình. Nghĩ đến chính mình vừa rồi như vậy khi dễ đoạn chiều ca, Ôn Linh chỉ cảm thấy một trận tâm lạnh. Nàng xoay người liền phải chạy không thể trêu vào chẳng lẽ nàng còn trốn không nổi sao. Nhưng mà nàng mới vừa xoay người. Phượng Vũ cặp kia lạnh băng sắc bén mắt liền nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, phát ra âm chắc chắc cười lạnh thanh âm, ôn linh, người có thể chạy chạy đi đâu. Trên thực tế, Phượng Vũ trí nhớ như vậy hảo, nàng sao có thể sẽ không nhớ rõ hoác nhân cùng ôn linh tên. Phía trước nàng nói nhớ không được hoác nhân, chẳng qua là cố ý làm nàng nan kham thôi. Phượng Vũ vừa ra thanh, ôn linh sợ tới mức thân mình một trận chấn động. Không kịp nghĩ nhiều, nàng giải khai chân liền phải chạy. Nhưng mà tiếp tục cầu vé tháng Nga hôm nay còn có hai chương tấu chương xong. Chương 767 Phượng Vũ phát uy. Nhưng mà Phượng Vũ cười lạnh một tiếng, liếc thải Phượng điều liếc mắt một cái. Thải Phượng điều cùng Phượng Vũ tâm ý tương thông. Phượng Vũ một ánh mắt thải Phượng điều liền ngầm hiểu. Vèo. Thải Phượng điều lấy một loại cực nhanh tốc độ đối ôn linh bạo hướng mà đi. Hồ màu đỏ cam ngọn lửa từ nó trong miệng dâng lên mà ra, bắn về phía ôn linh phía sau lưng. À ôn linh phía sau lưng, bị một đoàn ngọn lửa vây quanh. Màu đỏ cam ngọn lửa, giống như ác ma mặt quỷ. Phát ra kiêu ngạo khạc khạc tiếng cười. a a a a Ôn linh không chỉ có phía sau lưng cháy, nàng tóc cũng cháy. Cứu mạng A, à, cứu mạng A, à, mộc quận chúa cứu mạng A. À ôn linh nhãn nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Nóng rực đau đớn làm nàng kêu không ra thanh âm. Này trong nháy mắt nàng ý thức được tử vong sợ hãi. Nàng học diêu hạo ở trên nền tuyết quay cuồng, khóc kêu cầu cứu chính là căn bản không có dùng. Kia đoàn ngọn lửa tựa như có sinh mệnh giống nhau, như thế nào đều tắt không được. Lại còn có làm trầm trọng thêm lan tràn, thẩm thấu tiến ra thịt bên trong. Ôn linh hối hận ruột đều thanh nàng vì cái gì phải vì khó chiều ca đến tột cùng là vì cái gì? Chính là trên đời này không có thuốc hối hận có thể mua. Phượng Vũ nhìn chằm chằm mộc dao dao, khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh kia hai cái chặn đường người, giải quyết mộc quận chúa, hiện tại rốt cuộc đến phiên ngươi. Mộc dao dao tận mắt nhìn thấy đến diêu hạo bị ngọn lửa trình thê thảm vô cùng, tận mắt nhìn thấy đến ôn linh mệnh ở sớm tối nàng nơi nào còn kiêu ngạo lên. Thực lực của nàng còn không bằng diêu hạo đâu. Phượng, Phượng Vũ, ta cảnh cáo ngươi, mộc dao dao một bên buông lời hung ác một bên sau này lui ta chính là quận chúa. Đế quốc đường đường quận chúa, Phượng Vũ khóe miệng hơi hơi câu lấy, quận chúa thực ghê gớm sao. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, nàng thực mau cũng là quận chúa đâu. Ngươi dám giết ta, vì cái gì không dám. Nếu ngươi giết ta, ngươi sẽ chết, ngươi cả nhà đều sẽ chết. Nga, ta sợ quá Nga. Phượng Vũ, ngươi đứng lại. Ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Phượng Vũ khóe miệng gợi lên một mặt trào phúng cười lạnh các ngươi ở thương tổn chiều ca thời điểm. Vì cái gì liền không nhiều lắm ngẫm lại hiện tại. Phượng Vũ trong tay nhiều một cây roi. Bang, trực tiếp chiều hướng mộc dao dao thân thể. Phượng Vũ tay kính giữ rồi đại. Này vừa kéo trực tiếp cuốn lên mộc dao dao đem nàng chiều ném giữa không trung. A à, mộc dao dao phát ra một đạo hoảng sợ tiếng thét chói tai. Nhưng mà, ở thải phượng điều nhìn gần hạ, nàng căn bản phản kháng không được. Mộc dao dao tập rừng ở mặt trên mặt đất tập ra một cái rất lớn hố. Mộc dao dao phẫn nổ ánh mắt chừng mắt phượng vũ. Nàng không biết phượng vũ từ nơi nào tìm tới như vậy lợi hại điều chính là nàng biết ở tuyệt đối thực lực trước mặt nàng căn bản phản kháng không được. Chạy, mộc dao dao ném ra một cái trốn tự quyết vèo một tiếng thân hình biến mất tại chỗ. Thế nhưng chạy. Trong lúc nhất thời, Phượng Vũ cho mày, chỉ cảm thấy trợn mắt há hốc mồm. Mộc dao dao vừa rồi xé rách chính là thứ gì? Nàng là như thế nào chạy đi? Lúc này, Diêu Hạo cùng Ôn Linh đều đã bị ngọn lửa bỏng cháy hơi thở thoi thóp, vì thế, Phượng Vũ phung tay lên, một đạo bạch quang hiện lên, Diêu Hạo cùng Ôn Linh trên người ngọn lửa liền biến mất. Ô ô ô ôn linh đau thẳng khóc nước mắt cuồn cuộn mà rơi, từng ngụm từng ngụm thở dốc. Có như vậy trong nháy mắt nàng cho rằng chính mình chết chắc rồi. Diêu Hạo cũng nằm ở trên nền tuyết chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt choáng váng, liền hô hấp một ngụm đều đau mau ngất đi rồi. Mộc dao dao vừa rồi dùng cái gì? Phượng Vũ cắn răng, đối chiều ca xuống tay, chủ yếu là Mộc dao dao. Tấu chương xong. Chương 768 tấn trước nàng mới trù một roi, này chủ mưu thế nhưng liền như vậy chảy, Phượng Vũ sao có thể nuốt hạ khẩu khí này. Phượng Vũ biết Diêu Hạo là mộc giao giao thân tín, cho nên nàng chủ yếu là hỏi Diêu Hạo. Diêu Hạo vốn dĩ cắn răng không chịu nói, nhưng là thải Phượng điều miệng vừa mới mở ra, ngọn lửa còn không có phun ra tới, Diêu Hạo nước mắt đều mau rơi xuống, ta nói ta nói ta nói. Phượng Vũ cười lạnh nhìn chằm chằm hắn. Đó là một cái không gian quyền trục. Diêu hạo hít sâu một hơi, mộc gia có một vị phi thường lợi hại không gian cường giả, hắn chế tác không gian quyền trục đưa cho mộc quận chúa. Ở mấu chốt nhất thời khắc có thể không gian thuấn di. Mộc dao dao trong tay có mấy cái? Mấy cái? Diêu hạo cười khổ, vượng cô nương, không gian quyền trục có thể tương đương với một cái mệnh trên thị trường sang quý cực kỳ, trên cơ bản là dù ra giá cũng không có người bán. Chỉ cần vừa ra tới, tất nhiên bị lên ào ào đến không gì sánh được giá cao. Mộc quận chúa trong tay này trương không gian quyền trục chính là bảo mệnh dùng. Mộc vương ra riêng đi theo vị kia siêu cường giả cầu tới, lại nhiều liền không có. Phượng vũ cười lạnh một tiếng. Nếu mộc giao giao chỉ có một chương không gian quyền trục như vậy. Xem nàng lần sau còn như thế nào chạy. Đúng lúc này, trong thiên địa thế nhưng bộc phát ra một đạo ong 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 thanh âm. Sở hữu tiếng gầm rú hội tụ thành một đoàn, cuối cùng tụ tập đến chiều ca đỉnh đầu. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều nhìn phía chiều ca. Phượng Vũ cũng trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc chi sắc. Diêu hạo càng là kinh trọng mắt đều mau rớt ra tới. Đoạn chiều ca nàng 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 cư nhiên Phượng Vũ đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm chiều ca, nhìn thân thể của nàng, giống như lốc xoáy giống nhau. Điên cuồng hấp thu chung quanh linh khí. Chính là, linh khí cũng không đủ. Phượng Vũ trong lòng vừa động. Nàng giơ tay gian, từng đạo bóng người đều hướng chiều ca bay đi ôn linh, diêu hạo, diêu dĩnh, liễu hạo, mục thanh, bọn họ trong thân thể linh khí vô pháp thu lấy, chính là bọn họ mỗi người dây cột tóc thượng sao trời đều ít nhất có hai viên tinh. Không ai biết phượng vũ là như thế nào làm, nhưng là ngay sau đó, ôn linh trên trán dây cột tóc cũng đã biến thành linh viên tinh, nguyên bản hai điểm hai viên tinh đã ảm đạm đi xuống. Tiếp theo là diêu hạo, diêu dĩnh, liễu hạo, mục thanh bọn họ trên trán nguyên bản thắp sáng sao trời, đã toàn bộ biến thành u ám. Bọn họ nguyên bản săn thú hấp thu linh khí, đánh cướp đồng học hấp thu linh khí. Giờ phút này đã toàn bộ bị chiều ca hấp thu. Không. Ý thức được Phượng Vũ ở làm sự tình sau, diêu hạo mấy cái thiệt tình tưởng phản kháng, chính là bọn họ căn bản phản kháng không được. Ai sẽ nghĩ đến, Phượng Vũ bên người sẽ theo như vậy một con khủng bố thai Phượng Điều. Này chỉ điều, trừ bỏ phun hỏa chính là phun hỏa hơn nữa kia ngọn lửa còn cùng bình thường ngọn lửa không giống nhau căn bản diệt không được kia rõ ràng chính là cực kỳ hy hữu dị hòa hồ triều ca chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí cuối cùng nàng mở to mắt cặp mắt kia tựa như bị biển xanh gột rửa quá giống nhau sạch sẽ trong suốt xinh đẹp thanh nhuận linh khí tràn đầy tiểu vũ ta tấn trước triều ca có chút khó có thể tin nhìn chính mình đôi tay một khắc trước nàng còn tưởng rằng chính mình chết chắc rồi đâu, lại không nghĩ rằng xoay ngược lại tới nhanh như vậy, chỉ trong nháy mắt nàng liền tấn trước. Phượng Vũ trong mắt hàm chứa một mạt ý cười. Hiện tại cái gì thực lực? Linh Tông Nhị Tinh Triều Ca trong mắt ý cười doanh doanh. Gần nhất trong khoảng thời gian này Triều Ca thực lực nhưng dùng đột phi mãnh chướng tới hình dung. Cùng Phượng Vũ gặp nhau phía trước nàng mới năm sao thực lực nhưng là hiện tại nàng. Cứ nhiên một đường bạo chướng đến Linh Tông Nhị Tinh. Lấy như vậy tốc độ đi xuống PS, dạng sáng thấy Nga. Chàng sau đầu vé tháng nhãn, các người còn có vé tháng sau tấu chương xong. Trường chương 769 lạnh vô cùng băng phách một Nghe được chiều ca nói linh tông nhị tinh, phượng vũ cười đến vẫn là thực vui vẻ. Nàng là một đường nhìn chiều ca trưởng thành lên, nhìn nàng từ năm sao linh sư, mãi cho đến linh tông nhị tinh tin tưởng không lâu tương lai nàng sẽ tấn chức càng tốt trở nên rất cường đại. Triều ca bởi vì tấn chức duyên cớ linh lực đem thân thể gột rửa vừa lật lại định nhãn nhìn lên thân thể tổn hại đã chữa trị hoàn toàn tàn phá ra thịt cũng ở thực mau thời gian nội khôi phục thành trạng thái bình thường. Diêu hạo mấy người này, Triều ca giáo huấn một đốn đến nỗi ôn linh sao đừng giết ta đừng giết ta ta sai rồi ta sai rồi ôn linh trực tiếp cấp chiều ca quỳ xuống đau khổ cầu xin chiều ca cười lạnh ta sẽ không giết ngươi nhưng cũng tuyệt đối sẽ không làm ngươi hào quá dứt lời chiều ca trong tay trùy thủ xẹt qua à ôn linh nhãn mở to mở to nhìn chiều ca trong tay trùy thủ ở trên mặt nàng vạch xuống một đường thật sâu hoa ngân miệng vết thương hào thâm hào thâm thâm có thể nhìn thấy xương cốt theo phượng vũ này một hoa da thịt ngoại phiên máu tươi đầm đìa à Ôn Linh kêu thảm thiết một tiếng tiện đà té xỉu trên mặt đất. Nàng trực tiếp bị dọa ngất đi rồi. Bên cạnh vài người, đặc biệt là đồng dạng thân là nữ hài từ diêu dĩnh. Giờ phút này sợ tới mức che lại chính mình mặt. Chiều ca vừa rồi hủy hoại ôn Linh dung mạo. Như vậy thâm miệng vết thương có thể nghe được chỉ tủ xẹt qua cốt cách khi phát ra suy suy thanh âm. Đây là chị không hết, tuyệt đối là chị không hết. Diêu dĩnh xoay người liền phải chảy. Chính là chiều ca sao có thể sẽ bỏ qua nàng hiện tại nàng đã là nhị tinh linh tông cảnh ở đây người trừ bỏ phượng vũ chi vị nhưng không ai là nàng đối thủ triều ca vung tay lên trực tiếp liền đem diêu dĩnh sách ở trong tay tựa như diều hâu quắp lấy gà con giống nhau rác lại là một đạo thật sâu hoa ngân diêu hạo một đám người chừng mắt triều ca tất cả đều giận mà không dám nói gì triều ca cười lạnh ta biết hủy dung đối với các ngươi nam sinh tới nói không tính cái gì chẳng qua này một đao đi xuống đối với các ngươi tới nói sẽ là ma diệt không được sỉ nhục ký ức răng rác lại là một đao rác rác ở đây người có một cái tính một cái tất cả đều bị triều ca xẹt qua thật sâu một đao này một đao tuy rằng hoa ở bọn họ trên mặt đồng thời cũng là ở bọn họ trong lòng lưu lại thật sâu dấu vết cùng với vĩnh không ma diệt vết thương xử lý xong ôn linh mấy người này sau phượng vũ cùng triều ca lại tiếp tục lên đường Tiểu Vũ chiều ca nắm chặt Phượng Vũ, mắt trông mong, đáng thương hề hề nhìn nàng, Tiểu Vũ. May mắn ngươi kịp thời đuổi tới, bằng không nói, ta liền giữ nhiều lành ít. Phượng Vũ tức giận vỗ vỗ nàng đầu, đâu ra như vậy nhiều giữ nhiều lành ít. Các nàng liền tính phải đối ngươi hạ sát thủ cũng tất nhiên sẽ ngay trước mặt ta. Hoàn toàn chọc giận nàng, làm nàng làm ra xúc động sự, do đó danh chính ngôn thuận đem nàng Phượng Vũ sát diệt. Mộc Giao giao mục tiêu, trước nay đều là Phượng Vũ. Tiểu Vũ, chúng ta đây hiện tại đi nơi nào? Triều ca hỏi, có Phượng Vũ ở, nàng trước nay đều không thích động não. Chỉ cần đi theo Phượng Vũ thì tốt rồi. Đầu tiên, tìm được mộc giao giao báo thù, tiếp theo, hấp thu linh khí thắp sáng bảy viên sao trời, mà quan trọng nhất chính là tìm được lạnh vô cùng băng phách. Lạnh vô cùng băng phách, chiều ca vẻ mặt mờ mịt đó là cái gì? Ta còn không có cùng ngươi đã nói chuyện này. Phượng Vũ một phách đầu. Không có A, à, lần đầu tiên nghe nói. Phượng Vũ cách vách phương các lão ra muốn chế tác một cái tu luyện linh trận cho nên yêu cầu một viên mắt trận mà này viên mắt trận chính là lạnh vô cùng băng phách. Tấu chương xong. Chương 770 sau lưng nói người hai. Triều ca nhìn Phượng Vũ, như vậy xảo, chúng ta khảo hạch bản đồ liền có lạnh vô cùng băng phách. Phượng Vũ nhìn nàng cười, ta hiểu được, chiều ca vỗ đùi, là ngươi đúng hay không? Là ngươi cùng phương các lão nói, muốn mở ra cái này có lạnh vô cùng băng phách bản đồ đúng hay không? Phượng Vũ buông tay, khi đó phương lão gia tử còn không phải chúng ta phó viện trưởng đâu. Bất quá, mở ra cái này ngạo thế cánh đồng tuyết bản đồ, thật đúng là ta đề nghị. Tiểu Vũ ngươi thật là lợi hại. Đoạn chiều ca ngạc nhiên cực kỳ, ngược lại lại đắc ý nói, phía trước ta còn nghe được có thí sinh đang mắng đâu, như thế nào liền mở ra như vậy khó khăn bản đồ. Nếu bọn họ biết là ngươi. Hừ Phượng Vũ là một cái im tiếng thủ thế. Chiều ca che miệng lại, khó hiểu nhìn Phượng Vũ. Chính là nàng lớn nhất ưu điểm chính là nghe lời. Phượng Vũ lôi kéo nàng ngồi ở tiết đôi cản gió chỗ. Tiết đôi giống cao cao đến tường viên, Phượng Vũ các nàng ngồi ở bên trong, bên ngoài trải qua người một chút đều không có phát hiện. Tường viên chính diện truyền đến một trận nói chuyện thanh, "Các ngươi nghe nói sao? Cái gì? Nghe nói chúng ta lần này ra một vị rất lợi hại cường giả." "Hắn vừa ra chàng chính là ở Nhị Hoàn đâu?" "Oa, wow, Nhị Hoàn, kia không phải ít nhất đều là linh tông năm sao ma thú sao?" đối với bọn họ này đó đế quốc học viện đều còn không có thi được đi ma mới tới nói linh tông năm sao đó là bọn họ nhìn lên tồn tại a à. đúng vậy nghe nói hắn vừa ra tay trực tiếp liền giết ba con phản thứ băng giáp đâu lợi hại như vậy cũng không phải là sao rốt cuộc là ai a à, như vậy cường đại thực lực kia đến là tân sinh trung đệ nhất danh đi có người suy đoán nói là ngự minh giả chính là cái kia trong truyền thuyết hắc ám thánh tử ngự minh giả nếu là hắn nói, vậy không chút nào ngoài ý muốn, bởi vì hắn bản thân thực lực đã vượt qua linh tông cảnh. Cho nên linh tông dưới vô địch thù. Nhưng có người nói không phải, bởi vì vị này ngự thánh từ tiến vào ngạo thế cánh đồng tiết sau, trực tiếp hướng trung ương nhất trung tâm khu vực đi. Kia không phải ngự thánh từ, hẳn là không phải, kia trừ bỏ hắn còn có ai. Lần này bọn họ bình ra tới, trừ bỏ ngự thánh tử ở ngoài, còn có tam đại cường giả bọn họ phân biệt là an đi xa tỉnh ninh thần khê hiên viên ra hiên viên cờ còn có công tôn tình công tôn tình nguyên lai like chúng ta công tôn tam tiểu thư là tam đại cường giả chi nhất a trong đám người phát ra một đạo đắc ý thanh âm công tôn tam tiểu thư ở hiện trường phượng vũ cùng triều ca liếc nhau phượng vũ cùng triều ca thật đúng là không nghe nói qua vị này công tôn tam tiểu thư tin tức nhưng này nhóm người trung thực hiển nhiên mọi người đều biết bởi vì rất nhiều người đều kinh hô liên tục công tôn tam tiểu thư công tôn tình công tôn tình bên kia người đáp ý ngạo nghễ nói đúng vậy vị này chính là chúng ta công tôn tam tiểu thư trong lúc nhất thời mặt khác một bên người kích động hỏng rồi lập tức các loại ca ngợi cùng khen tặng rốt cuộc một ngàn danh khảo thí chung công tôn tình xem như nhất có thực lực trước vài tên như vậy thô tráng đùi nếu đụng phải như thế nào có thể không ôm đâu công tôn tam tiểu thư ta là đào xong công tôn tam tiểu thư ta là doãn y công tôn tam tiểu thư ta là đỗ kiếm công tôn tam tiểu thư ta là công tôn tình bên kia người không nhiều lắm cũng chỉ có ba gái trừ bỏ công tôn tình chi vị còn có một nam một nữ phân biệt là sư tuân cùng sư huyên hai huynh muội sư tuân cùng sư huyên hai huynh muội đắc ý nhớ mày bọn họ mới là công tôn tình chân chính dòng chính nhìn đến công tôn tình bị truy phùng bọn họ có chung vinh dự tấu chương xong chương 771 cao quý lãnh diễm nàng ba. Công tôn tình lãnh diễm cao quý liếc bọn họ liếc mắt một cái, chỉ nhàn nhạt ở ừ một tiếng, tiếp tục đả tọa tu luyện. Thực mau, đào xong bọn họ cùng sư tuân huynh muội liền liêu đi lên. Sư tuân hỏi, đúng rồi, các ngươi còn nhớ rõ văn thí đệ nhất phượng vũ sao? Nói không chừng nàng sẽ là lần này khảo thí một con hắc mã đâu. Ha, ha 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 đào xong bọn họ tức khắc đột nhiên bộc phát ra một đảo cười vang thanh. Sư Tuân nhíu mày, các ngươi cười cái gì? Đào xong, các ngươi không ở đế đô, cho nên đại khái còn không biết đi. Vì kia phượng vũ năm đó tu vi phế đi cái hoàn toàn. Nhưng là nhiều năm như vậy, chẳng lẽ đều không có khôi phục sao? Kia tự nhiên là không có, phế bỏ tu vi, lại sao có thể khôi phục? Phượng vũ đời này, liền chú định là phế tài, nhưng nàng chính mình không cam lòng. Một hai phải chen vào tới tham gia chúng ta trận này khảo hạch các ngươi nói, nàng có phải hay không tự dước lấy nhục? chính là a à, phượng vũ văn thí hảo bởi vì nhân gia vốn dĩ chính là thiên tài đầu óc cho nên văn thí khảo đệ nhất không gì đáng trách nhưng muốn nói khởi võ thí hiện tại nàng tốt nhất trốn đi đúng vậy đâu nàng vận khí không tốt lắm cố tình gặp khó nhất khảo hạch bản đồ ngạo thế cánh đồng tuyết chúng ta còn có thể vận khởi linh lực tới chống đỡ rét lạnh nhưng là phượng vũ nàng sợ là chống đỡ không được như vậy rét lạnh đi cho nên, bảy ngày lúc sau, nàng sợ là đi ra ngạo thế cánh đồng tuyết đều thực gian nan đi. Ở đây người nghị luận sôi nổi. Chiều ca nghe được bọn họ nghị luận tức khắc tức giận đến đến không được. Hận không thể lao ra đi, một trận tay đấm chân đá, đem này đó sau lưng nói Phượng Vũ người tất cả đều cấp đánh ngã. Phượng Vũ giữ chặt nàng, cười lắc đầu. Ai sau lưng không nói người, ai sau lưng không bị người ta nói. Này có gì đó, Phượng Vũ buông tay hơn nữa nàng là cố ý giấu diếm chính mình chân chính thực lực lấy này tới xả heo ăn thịt hổ bị người ta nói hai câu không đau không ngứa nàng đều không thèm để ý nhưng là chiều ca lại so với nàng để ý nhiều toàn bộ nhiệt huyết sôi chào a đứa nhỏ này nghĩ vậy phượng vũ cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu bất quá chiều ca nhất nghe phượng vũ nói phượng vũ lôi kéo nàng nàng tái sinh khí cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng Mọi người đều không chú ý tới, vẫn luôn được xưng tĩnh tâm đà tọa công tôn tình, kỳ thật từ đầu đến cuối đều không có chân chính ở tu luyện đà tọa. Từ nghe được Phượng Vũ tên sau, nàng tinh thần lực liền độ cao tập trung. Phượng Vũ à Phượng Vũ ta nguyên bản còn tưởng rằng có thể có cơ hội cùng ngươi một trận chiến, không nghĩ tới ngươi lại vẫn là phế vật, hiện tại ta, một chân là có thể đem ngươi dẫm chết. Công tôn tình khóe miệng gợi lên một mặt trào phúng cười lạnh mọi người đều dừng lại nói chuyện, ngơ ngẩn nhìn công tôn tình. Công tôn tình ngạo mạn cực kỳ, cao quý lãnh diễm giống như công chúa. Phải không, tường viên sau lưng, phát ra một đạo sâu kín thở dài. Ai, công tôn tình trong mắt hiện lên một mặt vẻ khiếp sợ. Có người ẩn thân ở tiết tường mặt sau, nàng cư nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Thẳng đến đối phương phát ra âm thanh nàng mới biết được. Công tôn tình phất tay, một đạo trưởng điên lướt qua. Thật dày tuyết tường đối với Phượng Vũ nghênh diện ném tới. Phượng Vũ cười lạnh, nàng không có ra tay, nhưng là thải Phượng điều lại trực tiếp mở ra ngọn lửa mồm to. Phụt một đạo ánh lửa nhắm ngay công tôn Tình nghênh diện nổ bắn ra mà đi một. Màu đỏ cam ngọn lửa giống như hỏa trụ giống nhau phun ra, hỏa long giống nhau bay múa, chiếu xạ ở đây mọi người toàn bộ đại kinh thất sắc. Vô số người toàn bộ chấn kinh rồi. Đây là cái gì điều? không có người chú ý tới phượng vũ cùng triều ca bọn họ sở hữu lực chú ý đều ở thải phượng điều trên người thải phượng điều lực chú ý lại tập trung ở công tôn tình trên người tấu chương xong